Máy làm đá viên 3 tấn trên 24 giờ đang khuấy đảo thị trường máy đá trong thời gian qua. Vì sao sản phẩm này lại hot đến vậy? Hãy cùng Việt An đi tìm hiểu nhé! Nhu cầu sử dụng đá viên đang không ngừng tăng lên và phổ biến hơn bao giờ hết. Đây là cơ hội để nhiều người khởi nghiệp từ mở cơ sở sản xuất nước đá. Còn người đã và đang hoạt động trong lĩnh vực này thì không ngừng cập nhật công nghệ, đổi mới thiết bị để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao của người dùng. 3 tấn đá trên 24 giờ là công suất phù hợp với nhiều nhà đầu tư, từ người muốn khởi nghiệp hay các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ và vừa. Do vậy, tại các đơn vị sản xuất máy đá thì loại máy này thường có tỷ lệ người mua cao hơn cả. Ví dụ như nhà máy sản xuất máy làm đá viên của Việt An tại Phú Hữu, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội. Máy đá 3 tấn trên 24 giờ luôn trong tình trạng cháy hàng. Nhiều khách hàng mua tận 2 máy làm đá viên 3 tấn, điển hình như anh Huy tại Khánh Hòa. Giữa tháng 7 năm 2022, Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt An đã lắp đặt và bàn giao thành công 2 chiếc máy làm đá viên 3 tấn trên 24 giờ mang model EVA 3T47 và EVA 3T18 cùng một kho lạnh 12 mét khối, một gầu tải G5, một gầu tải G3 và một máy xay đá cho anh Huy tại Khánh Hòa. Làm đá viên 3 tấn trên 24 giờ thuộc dòng máy inox xuất khẩu mới 100% do Việt An sản xuất với độ bền trên 15 năm. Ứng dụng công nghệ làm đá tiên tiến của Hoa Kỳ, công nghệ siêu tiết kiệm điện, thời gian làm đá nhanh, tự động, ổn định, hiệu suất cao. Quy trình sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 không chỉ được tin dùng ở trong nước mà còn đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu đi các nước trong khu vực ASEAN. Máy làm đá viên EVA 3T47 cho ra tới 3 tấn đá trên 24 giờ với cỡ đá 47 chuyên dùng để uống bia, nước ngọt. Máy làm đá viên EVA 3T18 cho ra tới 3 tấn đá trên 24 giờ với cỡ đá 18 chuyên dùng để uống cà phê. Hệ thống cầu tải G5, G3 được làm bằng chất liệu inox 304 cao cấp, giúp quá trình đóng đá thành từng túi nhanh chóng, đảm bảo an toàn vệ sinh. Kho lạnh 12 mét khối giúp bảo quản, giữ trữ đá trong thời gian dài mà không lo bết dính hay tan chảy. Những ưu điểm nổi bật trên đã khiến cho chiếc máy làm đá viên 3 tấn chinh phục được đại đa số khách hàng ở trong và ngoài nước. Bạn thấy thế nào với chiếc máy làm đá viên 3 tấn này? Hãy comment cho mình biết nhé! Sau khi hoàn thiện quá trình lắp đặt hai máy làm đá viên 3 tấn EVA 3T47, EVA 3T18 cùng hệ thống cầu tải, kho lạnh, máy xay đá, thợ kỹ thuật của Việt An đã hướng dẫn anh Huy cách vận hành và bàn giao lại toàn bộ các sản phẩm trên cho anh để đưa vào sử dụng. Anh Huy rất vui mừng và bày tỏ sự hài lòng của mình về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ của Việt An. Cảm ơn anh Huy cũng như quý khách hàng đã luôn tin dùng sản phẩm máy làm đá viên của Việt An. Ngoài công suất 3 tấn trên 24 giờ, Việt An còn rất nhiều máy đá công suất khác từ 250kg đến 120 tấn trên 24 giờ để khách hàng có thể chọn lựa. Nếu các bạn đang quan tâm tìm mua máy làm đá viên, hãy truy cập vào website vietan.vn hoặc gọi tới số 0949414141 để được tư vấn hỗ trợ. Và đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Việt An để cập nhật thông tin mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!